mặt thành đây đang diễn trò chơi cháy ngô các bạn ạ. Lần đầu tiên được tổ chức tại lễ hội Sa Bản Dốc này. Thành chưa hiểu luật chơi nhưng mà Thành cảm nhận là khá là thú vị, mới lạ. Đó. Đây. Đây là những bao ngô, những bao đựng ngô, bắp ngô rất là nhiều, và kết quả cuối cùng được tính bằng bằng cân thì phải. Một cái cân vừa rồi đặt vào phía đằng sau đây rồi. Đây là các thành viên đại diện cho các xã chủ nguyên chủ khánh Cao Bằng đó. Không vừa bác bỏ ra không vẽ ra không tính nhá. Nào, thời gian chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Bóc ngô thì là 2 phút các bạn. Bên cánh là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khán giả ra sau một tí đây. Dùng lên đi, hỏi anh dùng lên đi. Bà con đang làm một tí đâu. Cái cầu ấy, cho
Bè ngồi ra, bè ngồi ra mới tính nhá. Bè nó ra đấy. Ôi tay này. Đi qua mắt. Cả đi.
Nào đây nắm gái đây á. Nào cái kia nè. Cố lên, ai phút rồi mà. Nhưng mà em này vô trong làm sao thi đấu trong có gì? Đúng rồi.
đi thôi. Không lắm thằng trai em à. Ôi hôm nay làm cái này còn đâu. Hôm nay còn tẹt tẹt cái này. À đấy, em còn mới trả nào. Đây mà, hôm nay còn đếm hạt đây nè. Em á, anh cũng có sao nào. Có con này thôi. Rồi đây. Có con này rồi. Bóc con này đây. Bé đi. Không ra đâu. 4 3 té tới đây à. 1 hết rồi, đúng rồi. Còn xong đâu té đây. Em đã tới thì hôm nay mơ là bó tổ đất ở trong là đứt. Bó